Dạ Thái, mến chào quý cô chú anh chị mình đang xem trên kênh của Sức Sống Mới ạ. Thì hôm nay là Thái đang có mặt tại Bình Dương quý cô chú anh chị để mà chia sẻ cho quý cô chú anh chị mình một cái câu chuyện rất là đau lòng ha. Thì vào ngày hôm kia thì có một cái sự việc, đó là một cái bé gái tên Nguyễn Hồng Yến, sinh 2002. Thì trong lúc đi làm về thì không may là bị tai nạn giao thông quý cô chú anh chị, và bé đã không qua khỏi. Sau đó là được tất cả các trang mạng chia sẻ lên, thì hiện nay là hoàn cảnh rất là khó khăn luôn. Thì hôm nay là Thái đang có mặt ở đây để mà cập nhật chia sẻ lên để mà cho quý cô chú anh chị của mình xem. Nếu mà cô chú anh chị nào thương thì hãy hỗ trợ cho gia đình một phần để bớt đi cái nỗi đau này của chú anh chị. Thì bây giờ Thái mời cô chú anh chị mình cùng đồng hành với Thái vào phía bên trong để mà gặp gỡ gia đình ha. Mời chị. Thì trước hết thì chị có thể là giới thiệu tên của mình được không? Chị tên Trần Thị Hồng Hiếu. Dạ. Mẹ của bé Nguyễn Hồng Yến. Dạ. Thì chị có thể là chia sẻ lại cái vụ việc này như thế nào để cho cô chú anh chị mình được hiểu không ạ? Cái vụ việc bé Yến ha. Dạ. Bé Yến thì nó đi học, cái bữa đó là bị chủ nhật, nó đi làm về, nó đi làm thêm á. Dạ. Nó làm thêm giờ nào rảnh nó mới đi, để nó về nó phụ cái chi phí mà nó học hành á. Dạ. Thì tại vì chị lo vừa học hành vừa bởi cha nó bệnh, nó không có điều kiện. Nên nó đi học, trên đường nó học về thì bữa nó đi làm tối về 9 giờ rưỡi nó ra ca, nó về tới đó là 10 giờ rồi nó bị cái anh nó chạy sau tông, đằng sau tông tới. Dạ. Rồi nó té là đầu. Rồi cái bên cái anh đó là người ta có đến đây chưa? Có nha, có hôm qua có đến. Dạ. Nhưng mà người ta đến thì người ta nói là để người ta phụ lo cho bé Yến á. Dạ. Giống như là cái này là chỉ là cái vụ tai nạn thôi hả chị? Dạ. Nói chung là bên kia người ta cũng không có cố ý để mà gây tai nạn. Đúng rồi. Là khi sự việc xảy ra đó là tầm tới khoảng mấy giờ chị mới nhận được cái tin? 10 giờ. À, có nghĩa là sự việc xảy ra hồi lúc khoảng 9 giờ tối ha? 9 giờ 48 phút. À, là 10 giờ là chị nhận được tin liền? Ừ, nhận được tin liền. Là cái khu vực mà bé xảy ra tai nạn đó là ở đâu chị? Chỗ Eo Sơn này cách từ nhà ra đó chừng 200m. Dạ. 200-250 đổ lại. Ừ. Có nghĩa là cái chân cái gần cây xăng ha. Ở dưới đây nè. Ở dưới đây ha. Dạ. Dạ. Okay, em thấy là em Yến hình như là sinh năm 2002. Là 22 tuổi ha. Thì là hiện nay là em vẫn còn đang đi học. Đúng. Vừa học vừa làm. Vừa học. Dạ. Nó đang học đại học khối giờ 1. Dạ, tại vì hôm qua tụi em cũng có xem trên những cái trang Facebook mà chia sẻ về cái vụ việc này á, với lại trên báo á, thì cũng nói là bên cạnh đó là ba của bé Yến này thì cũng đang mắc cái căn bệnh ung thư, đúng không chị? Đúng rồi. Dạ, thì gia đình cũng rất là khó khăn. Bé Yến thì là cái người là lao động chính trong gia đình luôn, với lại chị là hai mẹ con đi làm. Đúng rồi, để mà lo cho gia đình. Thì không may là cái sự việc đau lòng nó xảy ra đó. Thì hôm nay là tụi em cũng đến đây cũng như là được sự chấp nhận của chị đó, để tụi em đến đây để mà ghi hình chia sẻ, để mà mong là sẽ nhận được cái sự giúp đỡ của trên cộng đồng mạng. Thì cho em hỏi là mình có bao nhiêu người con chị? Có hai người con, cái thằng bé nhỏ nữa là, em Yến là em thứ hai. Rồi tới chị hai. Chị hai là bé trai, nãy là em Búc ha. Dạ. Lúc mà chị nhận được thông tin là em Yến là đưa vô bệnh viện rồi hả chị? Đúng rồi, đưa vô bệnh viện Medicamet gần đó. Dạ. Em là mắc trong bệnh viện ha. Em mắc hồi 9 giờ sáng ngày hôm qua trên bệnh viện Bình Dương, nó chuyển lên trển á. Medicamet nó chuyển lên trển. Và chị có nghe là bác sĩ nói là chúng ở đâu không chị? Bé bị chấn thương sọ não đây. Đập cái này chảy máu lỗ tai. Dạ. Chắc là bệnh cũng nặng đó. Nặng lắm. Dạ. Tại vì bé văng từ trên xa lắm, cái mấy mét. Dạ. Cái chua sót mình có nhẹ, bé còn quá trời nhỏ nữa. Nó đang đi học đại học luôn. Bởi vì mà trong khi đó là bé vừa học vừa làm. Tại vì biết gia đình của mình khó khăn á, nên là bé vừa học vừa làm. Không may là khi trên đường đi về á, trên đường đi về rồi cái sự việc nó xảy ra. Nó bữa chiều nó có nói là nó quyết tâm để nó học được, nó lấy được cái học bổng. Dạ. Nó khỏi trong tiền. Dạ, quyết tâm luôn hả chị? Dạ. Buổi chiều mà trước khi bé đi làm đó. Đúng. Là có nghĩa là giống như là trước đó là bé có tâm sự với chị về những cái gì không? Giống không, như bé là không có tâm sự gì hết á, hoài ra bé nói là thôi sắp thi rồi. Dạ. Để con săn lấy cái học bổng cho mẹ đỡ đóng tiền. Nó nói xong là nó đi á.
Nói chung là trước cái sự việc xảy ra là bé như là bé không có chối vậy nha. Không, không chối. Dạ. Bình thường là bé Yến là đi làm tới mấy giờ? 9 giờ rưỡi cho nó ra ca. À, về tới đây khoảng 10 giờ hoặc có trễ lắm là 10 giờ 10, 15 gì thôi chứ. Cũng gần đây thôi à. Đây là cái đêm mà bé gặp nạn là trên đường đi làm gì à? Nghe nói là bình thường là bé Yến học rất là giỏi phải không chị? Đúng rồi, giấy khen quá trời luôn đó. Dạ. Nó giỏi từ năm mẫu giáo mà lên tới năm 12 luôn. Dạ. Chị có thể đưa tụi em với lại cô chú anh chị mình vào xem những cái tấm giấy khen của bé không? Được, dạ, dạ. Đi, đi, đi. Đứng dậy. Đứng, đứng đó giùm mày. Khen của bé không? Dạ, đây là tất cả những tờ giấy khen mà bé học đấy hả chị? Từ mẫu giáo cho đến lớp 12 luôn. Ồ, bé, nói chung em Yến học rất là giỏi quý quý của chú anh chị. Dạ. Đó thì bên cạnh đó là em cũng vừa học vừa làm luôn. Ừ. Cũng gắng cố gắng để mà phụ giúp ba mẹ. Tại vì ba của bé thì hiện nay là đang mắc có căn bệnh ung thư giai đoạn 2. Nó là đang nằm ở bệnh viện ung bướu không chị? Đúng rồi, ung bướu dưới quận 9 á. Tại vì Thái cũng có đọc ở trên báo á. Chia biết được cái hoàn cảnh của em Yến này. Đó. Giấy khen quá trời luôn nè. Ở dạ. Đây nữa nè. Quá trời. Bình thường bé Yến đi làm về có phụ chị việc nhà được không? Có, về mấy bữa chị đi làm á, tăng ca thì bé rước đưa em phụ rồi đi. Dạ. Nấu cơm rồi cho ăn á. Dạ. Chứ chị làm phải tăng ca mới có lương để về lo cho bệnh á. Dạ. Chị thì phải đi làm tăng ca. Còn em thì sáng đi học rồi tối phải đi làm thêm. Và nếu mà về sớm hơn mẹ thì phải lo bếp núc cơm nước cho mẹ với em. Đó thì ở đây thì mình hiện nay là mình sống chung với em Yến với lại em trai nhỏ ha, là ba mẹ con. Ba mẹ con với dạ. Ông xã nữa mà ông bệnh. Dạ thì ông xã bệnh thì đang nằm trong bệnh viện rồi. Thì bây giờ là... không có nằm bệnh viện mà tại vì đưa về bên ngoại á, anh xỉu ghét không cho về đây được. Dạ. Trời ơi, nghe tin con mình vậy sao không đau lòng được. Quá anh trời xỉu đau. Về ở bệnh phải có người chăm sóc anh bệnh. Dạ. Chứ gì đây không có người. Bởi vì đau lòng quá trời. Thôi thì nãy giờ thì chị cũng chia sẻ cho cô chú anh chị cũng hiểu rồi. Thì bây giờ em sẽ đi vòng vòng để mà quay cho cô chú anh chị xem. Thôi chị có làm gì thì chị làm ha chị. Dạ. Chị Hiếu. Dạ, dạ em cảm ơn chị. Dạ. Đó cô chú anh chị thì em sẽ đi quay vòng vòng để mà cho gửi đến cho quý cô chú anh chị của mình xem. Đó. Đây đây là đứa con trai nè. Đứa em của Yến nè. Đây. Con là em của chị Yến phải không? Ừ. Con năm nay nhiêu tuổi rồi? Sinh nhật là 9 tuổi. Sinh nhật nữa là 9 tuổi nha. Chừng nào mới tới sinh nhật con? Tháng 5. Tháng 5 ha. Con tắt cái đó ra đi rồi chú hỏi con chút qua. Rồi. Rồi con biết chị Yến đang ở đâu không? Con không biết chị Yến đang ở đâu hả? Bình thường là chị hai Yến có thương con không? Có. Ừ. Thường con có chọc chị Yến hay là con có ghẹo chị không? Ừ. Bình thường chị Yến đi làm về con có hỏi thăm mà chị hai đi làm về có mệt không? Có ha. Bởi vì hai chị em thương nhau lắm. Bữa đó đi làm nó còn văng này nè, ở nhà làm bài tập đi, chỉ tấu gì vậy kiểm tra. Dạ. Chắc bé chưa biết cái gì đâu. Chưa, đúng rồi, chưa biết. Dạ, và giờ hồi nãy em hỏi chị hai đâu nói là con không biết. Dạ. Ở cái địa chỉ ở đây nè quý cô chú anh chị, thì là cái địa chỉ là cái đường Hòa Bình 10. Bình Hòa 10 quý cô chú anh chị. Nó nằm ở lúc ở trong sâu vào trong khu dân cư không chị? Đây là khu dân cư ha. Đất quy hoạch hết. Dạ, đất quy hoạch hết ha. Quý vị. Thì Thái sẽ quay cho cô chú anh chị mình xem. Đây là bản cáo phó nè cô chú anh chị. Đây, em Nguyễn Hồng Yến ha. Sinh năm 2002. Đó thì lễ nhập quan là 9 giờ 21 giờ là 17 tháng 4 là ngày hôm qua. Là 9 giờ tối ngày hôm qua đó cô chú anh chị thì đã động quan em rồi, đã làm liệm em rồi.
Thì cái lễ động quan là vào lúc 8 giờ ngày 20, có nghĩa là ngày mốt của cô chú chị. Là em năm nay 22 tuổi, học rất là giỏi cô chú anh chị ơi, biết lo cho gia đình nữa. Bây giờ là em thì chắc hẳn đây là những đây chắc hẳn là những người bạn của bé Yến ha. Là Thái đang có mặt tại gia đình của bé Yến để mà chia sẻ cho quý chú anh chị mình xem về cái sự việc đau lòng này. Hiện nay là gia đình đi cái này mình đi cầu hồng hả? Rước dòng. Dạ, rước dòng của em vậy ha. Dạ. Rồi bây giờ là gia đình đi rước dòng của em Yến về của chú chị. Hiện nay là gia đình đang làm lễ cúng cơm cho em Yến của chú chị. Hiện nay thì gia đình rất là đơn chiếc của cô chú anh chị. Thì vừa qua thì Thái cũng đã đến cập nhật cho quý cô chú anh chị mình xem. Nếu mà có duyên với cô chú anh chị nào thì có thể là giúp đỡ cho gia đình. Thì gia đình hiện nay cũng rất là khó khăn quý cô chú anh chị ơi. Thì Thái cũng xin được khép lại cái video này luôn, để mà cập nhật tiếp tục cái video tiếp theo để mà gửi đến cho quý cô chú anh chị của mình nha. Dạ bye bye tất cả mọi người ạ.